Hiện nay ở vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, người nuôi ngao đang thu hoạch chính vụ. Ai nấy đều phấn khởi bởi ngao được mùa lại được giá. Những ngày này, gia đình ông Phạm Văn Hinh đang huy động nhân lực để thu hoạch 10 hectare ngao. Do thời tiết thuận lợi và không bị dịch bệnh, năm nay ngao sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất ước đạt khoảng 350 tấn. Tăng 10% so với vụ trước, thu hoạch đến đâu, thương lái thu mua đến đó. Giá từ 13 đến 35 nghìn đồng 1 kg, tùy vào kích cỡ, cao hơn 2 đến 3 nghìn đồng so với năm ngoái. Trước khi thu ngao là tôi phải kiểm tra, nếu như mà nó ốm yếu hay là nó dịch bệnh là tôi biết. Đấy. Trước khi mình bán ra thị trường là mình cần phải ngao phải khỏe. Thì bây giờ mình bán cho lái buôn, người ta mang đi, người ta bán được hàng thì mình mới bán được. Tôi đang có dự kiến thôi, khoảng độ thu nó chưa xong nên chưa chính xác được, nhưng khoảng 4 tỷ. Thì cái dự kiến thu về khoảng độ tầm 3 tỷ rưỡi. Đã nhiều năm làm dịch vụ khai thác ngao, chưa năm nào công việc của anh Nguyễn Văn Việt lại tất bật như năm nay. Đã 2 tháng qua, anh cùng 10 lao động và 4 tàn máy hoạt động liên tục để thu hoạch ngao. Trung bình mỗi ngày khai thác từ 25 đến 30 tấn cho các chủ đầm. Làm nghề đánh bắt thì mình phải là làm sao mà cái bờ bãi nó phải ổn định cho mình mới làm được. Được con ngao như thế này là mình cũng rất mừng. Thay vì nuôi từ 15 đến 18 tháng như trước kia, giờ đây chỉ sau 12 tháng ngao đã cho thu hoạch, giảm rủi ro của thời tiết dịch bệnh. Nhằm tăng giá trị thu nhập, nhiều ngư dân đã nuôi gối vụ để thu hoạch quanh năm. Những bãi bồi là môi trường lý tưởng cho ngao sinh trưởng phát triển bởi lượng hữu cơ sinh vật phù du nhiều. Chính vì thế, ngao thương phẩm Kim Sơn luôn đạt chất lượng và có đầu ra ổn định. Những năm gần đây, sản lượng ngao của huyện tăng đáng kể. Năm 2020 đạt 17.000 tấn. Năm 2021 này sẽ thu hoạch khoảng 700 đến 800 hectare, sản lượng ước đạt 25.000 tấn. Chất lượng con ngao thì nó phụ thuộc vào mấy yếu tố. Cái nhất là môi trường nó đảm bảo để cho con ngao sinh trưởng và phát triển. Và khi mà con ngao mà nó đã sinh trưởng phát triển, nó khỏe mạnh thì dịch bệnh thì sẽ hạn chế. Và khi mà thu hoạch thì bà con cần cũng phải lưu ý là kiểm tra ngao trước khi thu hoạch. Đấy, để làm sao mà tránh hiện tượng ngao bị yếu, bị ngậm cát mà bị thương lái họ có thể họ ép giá hoặc có thể họ rào về. Hiện nay diện tích nuôi ngao của huyện Kim Sơn đạt 1.400 hectare. Nuôi ngao vùng bãi bồi đang là tiềm năng, thế mạnh của huyện, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân.